Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay có em Tý ở Long An về muốn trải nghiệm cùng với mình, với cha, với Dượng Út. Thì bữa nay mình sẽ xuống giỏ, mình sẽ đi vô trong ruộng để đổ xà di cùng với chú ba. Chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Rồi mình sẽ chia chú ba lần mới có gô, rồi về mình sẽ chiên xù làm riêu riêu. Thì hôm nay có mấy em từ ở Long An về góc làng quê chơi, thì bữa nay đi vô trong mùa nước nổi đi, mình đi trải nghiệm coi có bà con ở trong làm như thế nào đây. Đây mình chạy chậm chắc cũng cỡ 15 phút quá. Bà con này chưa có bằng lái á. Lái xe thì có chứ lái vỏ chưa có. Sớm giờ mấy năm nay mới vô anh à. Mình chạy kiếm vòng vòng mới gặp được chú ba, thì còn thím ba thì đổ ở dưới kia. Tại vì ở ngoài đây chắc lúc cho nên mình giờ vô đây ăn sao chú ba. Dạ. Dạ. Rồi gặp ở kinh mình dài dài. Quận về để chú sang chạy Dũng không? Quận về để chú sang chạy. À, chạy là bay lên lộ. Mới để em Tý chạy đi. Đổi tay. Yeah. Cái này cá sặc, cá rô non Dũng không? Nó ngớp ghê không? Cá rô non. Cái này mình xuống, chút mình xuống, có xuống nước không? Khỏi. Muốn tắm rồi vậy? Ừ. Sẽ lạnh thôi. Sáng vậy chứ mát lắm. Chút xíu nữa mình có gì thì mình về gần gần cái đường ra mình đó. Dạ. Rồi lúc đó đi mình tắm đồng chút xíu rồi mình về luôn đấy, giấc này tắm cái hồ có gió cái lạnh lắm. Có được nhiêu rồi. Đâu coi mình có được nhiêu rồi con. 30-40 cái chừ 3 kg gì chưa chú ba? Cái giò lớn quá. Tại mấy cái này nó yếu yếu không? Dạ. Ừ, coi thử coi. Thấy. Để con qua sùng chú ba luôn. Dạ dạ. Đó là sùng. Sùng nó lắc. Sùng này lắc quá. Nó lắc lắm. Có ai chơi mấy được không? Dạ. Chơi mấy mấy con le thì mấy không đa chơi được không? À chạy được không? Mấy chú này chạy được không? Dạ không. Không được hay để tôi chạy. Dạ. Ừ. Đố mẫu hả? Con chạy được. Cái mồi đó là cho. Dạ. Như cái sắc mắm mà dạ. Cái sắc mắm gọi là mình cái cá mình ủ để mình nấu cái nước mắm ăn của mình á. Dạ. Còn cái phần xác còn lại á, mình sẽ trộn với cho rồi mình bóp bóp là mình làm mồi đó.
chút xíu nữa cho cả nhà xem. Mà cá sau này con thấy không bự bằng mọi năm rồi chú ba. Cá nó lớn chậm à. Ai à, giờ mình lên trên kia đổ dài dài. Cái xuồng này con thấy trống nó nhẹ hơn cái ghe năm rồi. Nó nhẹ mà nó hơi thôi lắm cao. Dạ. Coi sóng thì nó hơi lắc chút. Nhẹ lắm, nhẹ. Giấc này may trên núi Cấm cũng tan sớm là còn rất là nhiều này tan. Cái chỗ mà cái điểm chân chắn đó đó là cái hình của bức tượng ông Phật Di Lặc, còn mấy cái chân chắn kế bên đó là mấy cái tháp á. Đây vô trong đó thì cũng đây vô tới núi Cấm còn cỡ khoảng 30 cây nữa không chú ba? Chắc đâu đó con nghĩ chắc cũng cỡ đó, thấy gần vậy chứ nó xa dữ lắm. Kia luôn, nó xa lắm, hơn cây số. Còn giấc miễn là bắt đầu mình đặt ở trong bờ kinh đó, mình ghim ra rồi cái đường đăng nó ra chừng có khúc là hết rồi à. Mình đó gọi là giấc miễn. Thì chạy lên cũng tới cái điểm này rồi, mình bắt đầu đổ dài dài. Cái này cái này chút nó dài rồi mình ngâm nước muối hơn sao vậy không? Ngâm nước muối rồi để lên chiên xù luôn khỏi mổ bụng á. Không được phải mổ bụng hết. Mổ à? Cái này không mổ bụng đâu. Không được rồi con ơi. Mình chắc mắm. Vì mình đông người mà, chắc mổ cũng mau. Mấy ao chứ ai cái đấy mổ ổn lắm. Ngày qua thì phóng chứ xong qua đi tài. Có điện cho bác ba không? Dạ. Có điện bác ba dưới chưa? Dạ chưa. Hả? Cá này cá rô. Chạy. Bờ kinh này chắc giờ cũng đâu còn chuột gì nữa đâu quá Dương không? Còn chứ. Ủa cua? Cua lột nó nổi hay gì chú ba? Bên kia nó xả vụ hay gì chú ba? Hai con. Xả vụ. Hồi con cua này là đem đi câu cá trần lấu rồi hết sách nè. Cua lột, cua tôm. Cua đó mềm đúng không? Mềm. Cua này hấp cơm là ăn ngon ngay à. Ồ, cá này chạy cũng nhiều nè Dương Út hả? Cua lấy cái thao gì không? Lấy cái thùng B đi. Lựa mấy con bự bự á. Nè. Này thả nó đi nè. Thả nó đi. Thả vô ấy nó không chắc. Thả vô miệng.
Ủa sao kỳ ra nó không chìm ra? Ở nay anh đổ một ngày vậy được nhiêu ký? Mấy tháng ngày thì cứ bả luôn cũng 15, 16, 17 này kia đó. Khi 10 ký không chừng á. Mà chắc cũng đổ đâu cũng tầm 10 giờ để lên quá. Ở chơi 10 giờ đó. Thì xiết xiết thì chờ. Bữa nay đây có vườn út cây theo nặng đây đổ chắc 11 giờ quá anh ơi. Đồng những thằng vậy, 12 giờ chứ. Ủa này sâu dữ. Nước cho trong đây sâu lắm đâu cạn gì không? Chờ nắng lên đi chút nữa rồi mình có nực rồi mình phóng tắm luôn. Này đi mò cua đi. Này nó không chạy vậy. Yeah, vườn út tính mò cua hả gì? Cỡ này thì chú ba đặt trong mé nhiều, còn ở ngoài giữa ruộng thì nó lúc cái lạp của mình. Không có đặt đâu. Vô. Cá này chỉ có chiên xù chứ không ăn gì được nữa chứ. Chiên xù có bánh tráng. Dạ, rau sống rồi đó. Quắn vô với bánh tráng. Này đã xương luôn. Miếng con luôn. Còn... một ký là chú ba bán cho thương lái là 15.000. Sao cái gì cũng lên hết trơn mà sao năm ngoái 15, năm nay cũng 15 mà chú ba? Có giá đó đó. Kỳ vậy. Có giá đó 15 hoài đó. Dạo hát thì cứ lên. Cái này lại quay muốn lúc rồi đó chú ba. Lúc ra nó lên nước 330 rồi nè. Lên gà luôn. Ủa, cái này dữ kìa. Con cá nó từ xanh. Ngon nó xanh. Nó cỏ làm sao vậy ngốc rồi. Ngon. Đầu bếp hả? Dạ đầu bếp. Em thấy em theo chai rượu à. Để quên bỏ vào xe. Mà chú có thể là bao nhiêu người? Dạ 8 người với lại 2 xe hả? Chắc để chú kêu xe kia đi taxi chứ chú nhậu sao chạy xe xa quá, chạy xe về khỏi luôn á. Tính về chảnh ngủ hay gì? Dạ. Hay là ngủ dưới nè. Sao rồi? Ôi ôi, cái này mất ra cũng vậy. Có khi nào lâu lâu cái mình quên bỏ mồi không chú ba? Có. Quên hoài vậy. Bỏ khiết rồi đi luôn. Đi có nhỏ con nó nhiều khi nó nhắc quên bỏ mồi, quên bỏ mồi. Cái đó muốn lúc rồi chú ba. Này có hàng xuống chú ba. Cái này chắc không chạy, không thấy ngớp. Nhưng mà kinh này cũng muốn ngập luôn. Chắc đi đổ vài cái nữa mình
sẽ về. Rồi còn làm món ăn này kia nữa. Để chưa. Anh tí đổ, anh đặng đổ, trải nghiệm đồ thử. Cái này chắc không chạy nữa, chú ba con không thấy con cá nào ngớp chứ. Ấp u vàng cũng nhiều lắm, nó nổi. Năm nay thì nước là nó ban đầu thì không có nước, nhưng mà về sau có nước thì mình lên rất là nhanh, cho nên là cá nó lớn không kịp, con cá nó sinh sản cũng không có được thuận lợi nữa. Cá nó ít hơn năm rồi, 3-4 con. Thì mình lỡ cái xà di mà thấy cá nó ngớp là mới là biết nó chạy, còn không thấy là rồi. Mấy con? Con. Năm nào cũng vậy, rồi một mùa xà di kiếm được chục triệu không chú ba? Có năm là được. Dạ. Thì năm 7 triệu. Dạ. Thì theo năm nước mà cá nhiều ít á. Nhiều ít với lại nước mà giật mau giật chảy đó. Dạ. Thấy vậy chứ không giật giật mau kìa. Ngày năm thì năm thân. Dạ. 20 ngày. Lại quay cái khô đồng. Ừ, 20 ngày là thức mà. Không lên thì cũng lâu. Mà tao không giật là giật mau lắm. Khô đồng là rồi. Ba con. Cá vụ 2 này nó mày mình chụp hơn. Cái thằng con bắt xuôi á. Anh ăn cá nha, chứ nó sang sang mà anh dặn hoài. Má cá này nè, ở má cá này. Vụ 3 có mà anh nó chịu ăn. Ở đặc giỡn có luôn mà nó cá nó cứng. Ngậu cái đó mà đó đó. Mà anh phải ăn vụ 2 vậy. Hơn mềm hơn. Cái này thấy nó ngớp rồi nè. Con nước này dân lưới này khi dân câu thì dân nước. Dân lưới này chơi chân nước này gỡ. Hát xíu luôn. Cái này chú ba nó chạy. Cũng mấy con à. Bự. Nhà nó con roi. Về luôn anh bơi. À, vì án lẻ đó mà không mấy em không về chơi á thì ở đây nấu cơm với anh ăn, còn bữa nay thôi về với mấy em trai này đi. Rồi đúng không? Xong đồ rồi đó bắt coi. Rồi, con về luôn chú ba. Bây giờ dựng ốc cũng lựa là chắc được ký ngoài. Mình về mình chiên sụ.
Hôm nay mình về cũng tới nhà sớm thì có mua hai con gà, chút xíu nữa mình nấu cháo. Đỡ anh con nữa. Chào cả nhà. Ô luôn vậy. Mẹ mình đang làm gỏi. Gỏi. Dạ, một sáu mới lên tới. Bữa nay không có bắt ba, tại vì bắt ba mấy bữa rồi, đi đám nữa, liên tục rồi. À, mình chắc ngày mời mới cho bắt ba hay. Dạ, mời mình đi xuống dưới mình săn chuột nữa. Không biết nó mời có cái đầu nào kìa. Cũng mấy em này nào đó. Mời cũng mượn cái vỏ của anh để đâu. Sao cứng nào chứ đụng qua cái xài nữa. Dạ. Yeah. Mình trở lại cái hướng cũ. Hướng bên nhà anh. Thì là kéo kéo vỏ qua. Hướng đó mới được, có chuột thì cái vỏ. Dạ. Bữa nay về em tí cũng có gỡ tặng cho mấy bác ở góc làng quê một chai rượu. Kéo, dạ kéo ra bác sao? Kéo kéo ra luôn bác sao? Kéo không. Nói giờ em không uống rượu này à? Chưa. Chưa không? Dưa ngốc uống chưa? Chưa biết. Kè lửa. Ồ, nóng. Ừ. Lấy cái chai ra luôn, coi thử. Ấp lạnh uống. Hai vị đừng lấy hai vậy. Này ấp lạnh uống mới ngon. Cái này uống nguyên chắc là uống không nổi đâu. Hennessy. Uống nguyên chắc mới đã. Này uống lít không em tí? Lít không? Ba sĩ hả? Uống làm ca. Mấy trăm ml. Làm ly ca coca. Uống đi đồ, uống đi coca vô. Uống lát rồi la luôn. Này phải có bắp ba, bữa nay thiếu bắp ba cho nên mình không có uống. Nào có bắp ba hả uống. Rồi nó lo cái gì này, nhiễm nhiễm lo lên đi. Cảm ơn. Cà rô, mình đổ xà dì với chú ba. Dự định là chiên xù hết, nhưng mà mình chiên xù không mớ à. Còn mới để lại cho em tí kho tiêu. Phải cái món đó. Mới đậu xong ăn cơm á. Ừ, đậu xong ăn cơm hả? Dạ. Chụp rồi, trước sau nướng con vàng chín. Dạ. Dạ, vàng rồi, bắt sáu rồi, bắt sáu. Ở cho chiếc đó đó anh ơi. Thấy hả, cho em chạy lên đây bắt xe. Đi nước hả? Chúng ta nước rồi. Xe ừ. Bác Năm ơi, cho anh Tân Tý mượn cái chìa phá xe cái bác. Hai ba chiếc à? Hai chiếc. Đi đâu á? Để về đi nước. Sao đằng xe thịt gà kìa. Sao ăn không ngủ luôn Năm ơi. Tôi vừa nãy giờ tôi buồn ngủ tôi nãy giờ rồi nè. Đúng ra là hồi là cái lúc mà 9 giờ đó là tôi ngủ được tới 10 giờ là được tiếng đồng hồ là tôi khỏe. Tại vì ngủ thôi không ngủ xong thì ngủ rồi. Tại vì 3 giờ rưỡi là tôi thức dậy rồi tôi chuẩn bị gần hơi là 4 giờ là tôi ra lộ là tôi đạp. Tới 5 giờ mấy thì mà về nhà hai cô nữa. Thợ nấu của mấy anh về nữa. Vô bếp nấu nữa. Hay biết chín không à? Chú con nó à. Chó nó có cánh. Không con chó hiền lắm, con Su nó hiền. Nó tên Su. Kêu nó là nó biết à. Cái này cũng còn chanh. Nhiều món quá. Gỏi chuối à. Gỏi cây chuối. Cái này là người ta kêu chuối ghém nè. Cây. Sáp sắc ghém. Nói chung đưa làm chiên đồ học cũng được mà chú ngự chú hết sợ sợ nhưng mà đừng chú già cái gà nấu cháo chú già chục nướng rồi hồi thêm món cá rô mình chiên xù
cá rô mình chiên xù. Cái này như mấy cái nãy đánh dãy mấy con ha. Cá rô này ăn béo luôn nè, mềm lắm. Giờ mình múc cá rô ra dĩa. Mà nó giòn dữ lắm luôn. Nó siêu giòn. Mà cái rô này ăn nó béo. Mình để đây mình đổ ướp rồi. Giờ mình còn mẻ nữa không? Cái rô mình đổ. Có rô gì? 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 Cháo gạo từ ở Long An xuống thăm góc làng quê chơi, thì góc làng quê cũng có làm vài món xịn soạn, rồi mình trước nhất là mình nhậu, rồi sau nữa mình dùng vài món. Vậy là mời tất cả các cháu cùng các anh 1 2 3 vô. Nãy ai xin cơm trắng, có ai xin cháo luôn không? Chuyển luôn. Chị ơi ngồi ăn đi chị. Cháu tài xế ngày mới mình mới về nè. Rồi mà con uống nước rồi. Con uống nước. Vậy là uống nước mà uống gì? Uống nước, uống nước lạnh được rồi. Xuống nè. Xuống kìa. Dạ dạ. Em ăn đi, vậy đây em đi. Đóng à. Thiên. Nè cái lông của xuống nè. Tự nhiên đi màu đi. Dạ dạ dạ. Đi vô, vô đi. Dạ dạ. Đúng rồi. Vừa làm tới mò tự nhiên đi. Em tới. Mình gặp cái đoạn này. Nước gì? Nước gì con? Rô quay. Rô chấm mắm me. Dạ. Cái đồ rô con. Ngon. Ngon lên lên. Một cái đó gà à. Cái này đi. Cầm tay xé luôn đi anh. Nhắm gì? Nó vậy luôn. Rồi thì ai? Chị ơi, luôn chị ơi. Chạy qua ngồi ăn luôn đi chị. Để chiên cái này á. Con gái rồi. Mẹ hôm nay ăn. Mẹ em ăn chay. Chấm gì nữa? Nước vịt. Ngon. Cái tự nhiên đi mấy cháu ơi. Dạ. Gấp gì gấp cho. Cho anh Năm mà không ăn gì rồi sao rồi giờ mấy cháu dám gấp. Cũng ăn mà. Bỏ vậy à? Để đi vậy. Chút lại coi có nữa. Còn có dĩa cá chiên xù. Tiên ra ngồi ăn với mấy cháu này cho nó ăn ra. Đây cho. Đây ngon quá. Vậy là trúng rồi không? Trúng rồi. Trúng rồi đủ phải không? Là không rồi. Cái đó là anh biết cái lá gì không? Đậu năm ngoái mà quên luôn à. Lá bứa. Lá bứa. Lá bứa. Cái lá này nè. Mình xào gà nó cũng ngon. Gà này ở quê mình á nè nè, rau tự nhiên không. Rồi lá lốt, rau nhái. Rau nhái thì nó ăn hơi chua chua. Mệt rồi. Đây, vô cái đây. Mời mấy chú 1 2 3 vô. Cảm ơn.